Mời mọi người một ly trà hoa nhé. Chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu pháp cú số 181. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Câu kinh pháp cú này tuy là chỉ có 4 câu thôi nhưng mà cái tích truyện liên quan đến câu 181 này thì rất dài luôn nha các bạn. Nghĩa sẽ chia làm hai số phát sóng để có thể đủ thời lượng vừa đọc cho các bạn nghe cũng như là chúng ta cũng có đủ thời gian để mà cùng nhau phân tích để mà tìm hiểu về câu chuyện này nha. Câu chuyện của chúng ta có tên là Thần Thông Song Hành. Đức Phật dạy câu pháp cú này khi Ngài ở tại cổng thành Sankasa liên hệ đến nhiều thiên nhân nhưng câu chuyện thì bắt đầu từ thành Vương Xá. Có một lần, một nhà trưởng giả thành Vương Xá đến sông Hằng để tắm, để khỏi mất đồ trang sức và y phục, ông đặt tất cả vào giỏ mây. Lúc đó, có một cây bạch đàn đỏ mọc bên bờ sông Hằng, rễ bị sóng nhồi bật gốc lên, đổ xuống sông Hằng, bị những tảng đá dưới sông từ từ đánh gãy vụn thành từng mảnh. Một mảng gỗ bị nước mài nhẵn trôi lềnh bềnh gần giỏ mây và bị mắc vào đó trưởng giả hỏi cái gì thế thưa một khúc cây người hầu trả lời trưởng giả như vậy ông bảo đem đến xem và tự hỏi gỗ này là loại gỗ gì ông lấy búa tách ra một mảnh và thấy rằng đấy là loại gỗ bạch đàn đỏ loại màu cánh dáng ông trưởng giả chẳng tin một tôn giáo nào nhưng rất công bình cầm khúc gỗ đỏ đẹp ông nghĩ ở nhà ta có cả khối loại gỗ này, ta sẽ làm gì với khúc gỗ này đây? Rồi ông tự nghĩ, có nhiều người tự xưng là A-la-hán. Họ nói, chúng tôi là A-la-hán, nhưng ta chẳng biết một vị A-la-hán nào. Ta sẽ bảo, tiện một cái bát bằng gỗ này, lấy dây treo lên một dàn tre cao khoảng 60 cubits, tức là khoảng 200 thước, và thông báo, nếu ai là A-la-hán, hãy bay lên và lấy chiếc bát. Người nào lấy được ta và vợ con ta sẽ làm đệ tử nghĩ như thế ông trở về ra lệnh làm chiếc bát gỗ lấy dây treo lên một giàn tre và tuyên bố nếu bất cứ ai trên thế gian này là a la hán hãy bay lên và lấy cái bát này các luật sư ngoại đạo nói với ông cái bát này chính là vật dành cho chúng ta hãy trao nó cho chúng ta nhưng trưởng lão chỉ nói bay lên và lấy đi vào ngày thứ sáu ni kiền tử nhà khổ hành lõa thể bảo đệ tử đi đến nói với ông trưởng giả cái bát này chính là dành cho thầy ta đừng đòi hỏi chúng ta bay lên không trung chỉ vì một vật nhỏ mọn hãy đưa bát đây ông ta nói cái bát chỉ thuộc về người nào có thể bay lên và lấy nó ni kiền tử quyết định đi ông ra lệnh cho đệ tử ta sẽ nhắc một tay và một chân và cử động như sắp bay lên lúc đó các ngươi hãy nói thưa tôn sư thầy làm gì thế Xin thầy đừng phô bày quyền năng ẩn mật của một vị A-la-hán trước đám đông chỉ vì một bát gỗ. Nói như thế, các người kéo tay chân ta xuống và đẩy ta nằm dưới đất. Xong Ni Kiền Tử đến nói với trưởng giả, Này đại trưởng giả, cái bát này rốt cuộc không phải là vật của ai khác. Đừng đòi hỏi ta bay lên không trung chỉ vì một vật tầm thường như thế. Hãy đưa bát cho ta. Thưa tôn ông, hãy bay lên và lấy nó. Chỉ có một cách ấy thôi. Ni Kiền Tử bảo các đồ đệ, được rồi, đến đây. Khi họ đến, ông nói, bây giờ ta sẽ bay lên. Nói thế, ông nhắc một tay và một chân lên. Lúc đó, đám đệ tử la lên, tôn sư, thầy làm gì thế? Tất cả chỉ vì một cái bát gỗ hạ tiện khốn khổ. Cần gì thầy phải phô bày quyền lực ẩn mật giữa đám đông? Họ chạy tới, lôi tay chân ông lại và đặt nằm xuống đất. Ông bảo trưởng giả, đại trưởng giả, mấy đệ tử này không muốn tôi bay lên không trung, xin hãy đưa bác cho tôi. Đại sư, hãy bay lên và lấy đi. Lục sư ngoại đạo thử cố công trong 6 ngày, nhưng mặc cho họ cố gắng vẫn chẳng lấy được bát gỗ. Ngày thứ bảy, tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Tân Đầu Lưu Phả La đọa sửa soạt đi khất thực trong thành vương xá. Các ngài dừng ở một tảng đá bằng phẳng và quấn y. Lúc ấy, có vài người đi săn nói chuyện với nhau này bạn sáu giáo chủ ngoại đạo thường tuyên bố mình là a la hán nhưng bảy hôm trước khi trưởng giả thành vương xá treo một cái bát lên cao và nói nếu ai là a la hán hãy bay lên hư không và lấy cái bát chẳng có ai trong các vị tự xưng là a la hán có thể bay lên hư không bây giờ chúng ta biết chắc rằng không có a la hán trên cõi đời này nghe nói thế Tôn giả Mục Kiền Liên nói với tôn giả Tân Đầu Lư Này huynh có nghe họ nói không? Như là họ đang thách đố Phật Pháp Bây giờ huynh có thần thông quảng đại quyền lực siêu nhiên Hãy bay lên hư không và lấy cái bát ấy Tôn huynh Mục Kiền Liên Ngài nổi tiếng là bậc thần thông đệ nhất Ngài hãy lấy cái bát Nếu ngài không lấy tôi cũng sẽ lấy Vậy thì huynh hãy đi đi Tôn giả Tân Đầu Lư nhập đại định rồi xuất định, ngài đi quanh một tảng đá rộng ba dặm, dùng đầu ngón chân nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng như nhấc một miếng bông gòn. Ngài bay quanh thành Vương Xá bảy vòng, thành này cũng rộng đúng ba dặm, tảng đá hiện lên bao trùm cả thành, dân cư trong thành thấy vậy nghĩ, tảng đá sẽ rơi xuống đè bẹp chúng ta, họ run rẩy sợ hãi, họ đội nia lên đầu và trốn tứ tung đến vòng bay thứ bảy, tôn giả đẩy tảng đá ra xa và hiện thân trước dân chúng. Thấy ngài họ kêu lên, tôn giả tân đầu lư, hãy giữ tảng đá, đừng để nó đè bẹp chúng tôi. Tôn giả hất tảng đá đi, nó rơi về chỗ cũ, rồi đáp xuống trên nóc nhà trưởng giả. Ông này phủ phục sát đất và nói, tôn giả xin bay xuống. Khi tôn giả bay xuống đất, ông mời ngồi, xin phép hạ bát xuống và đặt bốn loại thức ăn ngon ngọt trong bát đem cúng dường ngài. Tôn giả nhận bát thức ăn trở về tinh xá. Những người dân vắng mặt khi ấy chưa được thấy phép lạ đã tụ tập kéo theo sau ngài và yêu cầu Tôn giả xin thi triển thần thông cho chúng tôi xem. Tôn giả cũng lặp lại thần thông như thế cho họ và rồi về tinh xá. Đức Thế Tôn nghe tiếng reo hò hoang hô của đám đông hỏi A Nan: "A Nan, họ hoan nghênh ai thế?" bạch thế tôn tôn giả tân đầu lư bay lên hư không và lấy cái bát bằng gỗ đỏ dân chúng hoan nghênh tôn giả phật gọi tôn giả đến hỏi có đúng là ông đã làm như thế bạch thế tôn thật vậy này tân đầu lư vì sao ông làm như thế đức phật quở trách tôn giả bắt ngài đập vỡ cái bát đem mảnh vụn cho các tỳ kheo nghiền thành bột sau đó ngài đặt ra giới cấm thi triển thần thông vì mục đích như thế các ngoại đạo nghe rằng sa môn cồ đàm đã ra lệnh đập vỡ cái bát và đã chế giới cấm các đệ tử thi triển thần thông họ nói dù cho mạng sống họ tùy thuộc vào thần thông các đệ tử cồ đàm cũng không dám phạm giới đã chế đặt hơn nữa sa môn cồ đàm cũng giữ luật lệ này đây là cơ hội cho chúng ta và họ đi rao trên khắp đường phố chúng ta muốn giữ quyền năng ẩn mật vì thế trong câu chuyện vừa rồi chúng ta đã từ chối không phô bày quyền năng chỉ vì cái bát gỗ nhưng đệ tử của cô đàm đã phô trương tài phép trước quần chúng chỉ vì một cái bát không đáng kể sa môn cô đàm đã khôn ngoan ra lệnh đập bể cái bát và đưa ra điều luật cấm đệ tử thi hành phép thuật từ nay chúng ta sẽ thi triển phép thuật chỉ với ông ấy vua tần bà sala nghe thế đến bạch phật bạch thế tôn tin đồn ngài cấm các đệ tử trổ phép lạ có đúng không đúng thế đại vương nhóm ngoại đạo đang nói rằng họ sẽ thi triển phép thuật với ngài ngài phải làm gì trong trường hợp đó nếu họ thi triển thần thông ta cũng sẽ thi triển ngài không đặt ra luật cấm thi hành phép lạ đó ư ừ. đại vương ta không ra luật cho ta luật chỉ áp dụng cho đệ tử của ta có phải ý ngài nói luật do ngài đặt ra áp dụng cho mọi người trừ chính ngài đại vương ta sẽ trả lời cách khác hơn này đại vương, đại vương có một vườn thượng uyển trong hoàng cung đúng không? Thưa vân bạch thế tôn. Đại vương, nếu có người dân nào ăn xoài và các thứ khác trong vườn của đại vương, đại vương sẽ làm gì? Con sẽ phạt họ. Nhưng chính đại vương có quyền ăn những trái cây ấy chứ? Thưa vân, con không phải bị phạt. Con có quyền ăn những thứ thuộc về con. Này đại vương, như đại vương cai trị trên vương quốc 30 dặm và chính mình không bị phạt khi ăn trái cây trong vườn mình, trong khi người khác làm thế thì bị phạt, cũng thế, ta có quyền trên Tam Thiên Đại Thiên thế giới và ta có thể vượt qua những luật lệ cho ta đặt ra, người khác thì không, do đó ta sẽ thi chuyển một phép lạ. Khi các nhà ngoại đạo nghe những lời này, họ nói với nhau, chúng ta bị hố rồi, Sa môn Cồ Đàm tuyên bố rằng luật lệ do ông ấy đặt ra chỉ áp dụng cho hàng đệ tử không phải cho ông ấy và ông ấy tuyên bố rằng chính mình sẽ thi triển một phép lạ chúng ta phải làm sao vua hỏi đức phật bạch thế tôn khi nào thì ngài thi triển thần thông vào ngày trăng tròn tháng asahi bốn tháng nữa bạch thế tôn ở tại đâu gần thành xá vệ vì sao đức phật chọn địa điểm xa như thế vì xá vệ là nơi mà tất cả chư phật đã thực hiện đại thần lực và nơi ấy có thể chứa nhiều người đó là cái phần chú thích. Các ngoại đạo nghe như vậy bàn với nhau, 4 tháng nữa Sa môn Cồ Đàm sẽ hiển thần thông ở xá vệ, từ đây đến đó chúng ta phải theo đuổi ông ta không ngừng, khi dân cư thấy họ sẽ hỏi thế này là sao? Chúng ta sẽ trả lời, các người nên nhớ chúng ta có nói, chúng ta sẽ đấu phép với Sa môn Cồ Đàm, ông ta chạy trốn nên chúng ta đuổi theo. Khi Đức Phật đi khất thực trên đường phố thành vương xá ngoại đạo cũng đi theo nơi nào ngài thọ trai thì họ nghỉ đêm ở đó nơi nào ngài nghỉ đêm thì họ ăn sáng ở đó khi dân chúng hỏi như thế nghĩa là gì họ trả lời như trên dân chúng bảo nhau chúng ta sẽ được xem phép lạ và họ kéo theo sau đức phật đến xá vệ nhóm ngoại đạo cũng theo sát nút Đến nơi, họ chuẩn bị chỗ ở, xài phí cái trăm ngàn đồng tiền để ra lệnh xây cất một cái trại với cột bằng gỗ sim gai và lợp bằng hoa sen xanh. Làm xong, họ tuyên bố: "Chúng ta sẽ thực hành phép lạ tại đây." Vua Ba Tư Nặc đến Bạch Phật, Bạch Thế Tôn các ngoại đạo đã ra lệnh cất trại, con có thể xây cất một cái cho ngài. "Không cần đại vương, ta đã có người." Bạch Thế Tôn ở đây có ai ngang bằng con để xây cất cho ngài đại vương có vua trời đế thích bạch thế tôn ngài sẽ thi triển thần thông ở đâu ở dưới gốc cây xoài gọi là cây của ganda các ngoại đạo nghe nói phật sẽ hiển thần thông ở dưới cây xoài lập tức họ nhổ hết rễ những cây xoài trong chu vi một dặm quanh đó ngay cả những cây mới mọc hôm đó và ném tất cả vào rừng vào ngày trăng rằm tháng Asahi, Đức Thế Tôn đi vào thành. Cùng ngày đó, Ganda, người giữ vườn thượng uyển, thấy một trái xoài to chín vàng giữa đám lá, bay mùi thơm ngon. Ganda bèn hái trái ấy, định sẽ dâng lên vua. Trên đường đi, gặp Phật, chàng nghĩ, nếu nhà vua ăn trái này, nhà vua có thể ban cho ta 8 hay 16 đồng, không đủ nuôi ta suốt đời. Nhưng nếu ta cúng dường Phật, sẽ có lợi cho sự cứu rỗi ta không cùng. Và chàng cúng quả xoài chính cho Phật. Đức Phật nhìn A Nan, A Nan nhận trái xoài và đem dân Phật. Đức Phật chìa bát ra nhận xoài và ngỏ ý muốn ngồi tại đó. A Nan trải tọa cụ. Khi Đức Phật ngồi xong, A Nan lọc nước ép trái xoài thành nước và dâng lên Phật. Phật uống nước ép trái xoài xong bảo Ganda đào một cái lỗ ở đây và trồng hột xoài xuống. Chàng giữ vườn làm y lời Phật dạy. Đức Phật rửa tay ngay trên chỗ xoài được trồng. Ngay lúc ấy, một cây xoài cao to tốt tươi mọc lên rất nhanh, cao 50 cubit, tức là cao hơn 25 mét. Từ thân cây vươn ra năm nhánh, mỗi nhánh cũng dài hơn 25 mét, bốn nhánh chia bốn hướng và một nhánh mọc thẳng lên trời. Trong phút chốc, cây xoài phủ đầy bông và trái và một bên có cành nặng trĩu từng chùm xoài chính, các tỳ kheo đi sau theo Đức Phật, hái xoài chín ăn xong rồi ra về. Khi nhà vua nghe chuyện cây xoài thần diệu, bèn ra lệnh không cho ai được chặt phá và đặt người canh gác. Vì cây xoài được trồng bởi Ganda nên được đặt tên là cây xoài của Ganda. Hàng thứ dân cũng được ăn xoài và kêu lên: "Các thầy ngoại đạo đê tiện, khi nghe thầy, khi các thầy nghe sa môn Cồ Đàm sẽ làm phép màu dưới chân cây xoài Ganda" đã ra lệnh nhổ tất cả mọi cây xoài trong vòng một dặm. Ngay cả những cây mới mọc lên cũng lôi rễ lên. Đấy, cây xoài ganda đấy. Nói xong, họ ném xoài thối, hột xoài vào các ngoại đạo. Đế thích ra lệnh cho thần gió. Hãy nhổ trại các ngoại đạo và ném xuống cầu. Rồi ra lệnh cho thần mặt trời. Hãy đốt chúng. Các thần làm xong, đế thích lại ra lệnh. Thần gió, hãy thổi mạnh lên thần gió tung hết vũ bảo ra các ngoại đạo run rẩy toát mồ hôi đầy mình thần gió còn phun bụi vào họ cho đến khi trông họ giống kiến đỏ Để thích ra lệnh đổ mưa và toàn thể ngoại đạo giống như bò đốm trần truồng hỗn loạn họ chạy tứ tán ngay khi họ bỏ chạy một nông dân đệ tử của phú lana na ca nghĩ thầm ngày mai là ngày tôn sư ta thi triển quyền phép ta phải đi xem Ông ta tháo cày ra và mang bình đựng canh đã đem theo từ sáng sớm và lấy dây trở về nhà. Khi Phú Lan Na đang chạy trối chết, ông hỏi, Tôn Sư, con về nhà với ý định sẽ đi xem Tôn Sư phô bày phép lạ, vậy ngài đi đâu thế? Phú Lan Na đáp, có gì ngươi muốn xem phép lạ, đưa ta bình đựng nước và sợi dây. Người nông dân đưa, Phú Lan Na cầm bình nước và dây lên, đi đến bờ sông, lấy dây cột bình nước vào cổ rồi nhảy ùm um xuống sông, bọt nước sủi lên, phủ lang na đã chết rơi xuống A à Tỳ. Đức Phật biến hóa một lối đi bằng châu báu rơi trên hư không, chạy dài suốt từ chân trời phía đông đến chân trời phía tây, khi chiều đến, người ta kéo đến xem đứng đông đầy trải dài tới 36 dặm. Đức Phật nghĩ, đây là lúc ta hiển thần thông, ngài rời hương thất ra đứng ở sân thượng Lúc ấy, một nữ Phật tử tên Grarani chứng tam quả, có thần thông, đứng gần Phật thưa. Bạch Thế Tôn, bao lâu còn một đệ tử như con, không còn nhập sức ngài, con sẽ thi triển một phép lạ. Này Grarani, ngươi thực hiện thần thông gì? Bạch Thế Tôn, con sẽ nhận chìm trái đất xuống nước và lặn xuống đó, rồi trồi lên, xuất hiện ở mặt đông trái đất. Cứ thế, con sẽ xuất hiện ở cực tây cực nam cực bắc của trái đất và ở giữa dân chúng sẽ hỏi ai thế và người khác trả lời đó là rarani nếu đây chỉ là thần thông của một người đàn bà thì thần thông siêu việt của phật sẽ như thế nào các ngoại đạo sẽ trốn mất không cần đợi thế tôn phật trả lời ta biết rõ rằng con có thể thi triển thần thông như con vừa nói nhưng vinh dự này không phải của con rarani tự nhủ đức thế tôn từ chối đề nghị của ta chắc có một ai có thể thi triển thần thông vĩ đại hơn ta cô đứng qua một bên một hôm nam cư sĩ tên kula anathapidika nghĩ thầm bao lâu đức thế tôn còn có đệ tử như ta người chứng đến tam quả thì ngài không bận tâm đến chuyện này ông đến bạch phật bạch thế tôn con sẽ thực hiện một thần thông thần thông gì bạch thế tôn con sẽ hóa thành đại phạm thiên cao lớn 12 dặm, đứng giữa quần chúng, rỗng lên như sấm sét bão tố. Con sẽ rung chuyển trái đất như đại phạm thiên rung chuyển quả đất. Dân chúng sẽ hỏi nhau tiếng gì thế? Và người khác sẽ trả lời, đó là tiếng động đất gây ra bởi Kula Anathapindika. Các ngoại đạo nói, đó mới chỉ là quyền năng của một cư sĩ, còn quyền năng của Phật thì sẽ như thế nào? Nói xong, họ sẽ bỏ chạy mà không đợi gặp ngài. Đức Thế Tôn cũng trả lời như với Grarani, ta biết con có quyền năng đó và từ chối lời đề nghị. Một cô bé sa di lên 7 tuổi tên là Sira đã đạt được tứ thông đến Bạch Phật. Bạch Thế Tôn con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ xếp ngọn núi Tu Di, tất cả những ngọn núi trên trái đất, luôn cả rặng hy mã thành một hàng và con bay lượn trên những ngọn núi ấy như một con ngỗng trời và không chạm đến núi. Dân chúng thấy con sẽ hỏi ai thế và họ sẽ được trả lời đó là cô bé Saji Lila. Các ngoại đạo sẽ nói chỉ một cô bé 7 tuổi mới là Saji còn có thần thông như thế thì thần thông của Phật sẽ ra sao? Và họ sẽ chạy trốn không đợi gặp Thế Tôn. Đức Phật cũng từ chối y như trước. Đến một chú Sa-di 7 tuổi tên là Kunda đã đạt tứ thiền và giải thoát mọi tham dục bạch Phật, bạch Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ phát trên vai một cây hồng táo lớn tượng trưng cho cõi diêm phụ đề. Vẫy tới vẫy lui sẽ đưa những nhánh táo sai trái cho mọi người ăn. Cũng như vậy, con sẽ mang đến hoa san hô. Rồi tỳ kheo ni Upalavana, tức liên hoa sắc, cũng đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con sẽ trổ thần thông. Trước mặt mọi người trong 12 dặm, con sẽ biến thành chuyển luân vương với đoàn tùy tùng bao quanh 36 dặm đến đảnh lễ Phật. Ta biết thần thông của con, Phật cũng từ chối. Tôn giả một kiền liên đến bạch Phật, bạch Thế Tôn, con sẽ hiện thần thông. Con sẽ đặt ngọn núi Tu Di, chúa tể các ngọn núi giữa hai hàm răng và cắn nó như cắn một hạt đậu. Rồi sao nữa? Con sẽ cuộn tròn quả đất như một chiếc chiếu và ép chặt giữa những ngón tay rồi gì nữa con sẽ xoay trái đất như một bánh xe của thợ gốm và con sẽ cho mọi người nếm thức ăn của đất rồi gì nữa con sẽ sử dụng núi tu di như một cây dù nhất quả đất đặt lên đó cầm một tay như một nhà sư cầm cây dù nơi tay đi dạo trên hư không ta à biết thần lực của ông đức phật cũng từ chối lời đề nghị của tôn giả mục kiền liên mục kiền liên nói chắc chắn Thế Tôn biết người nào có thể hiển thần thông quảng đại hơn ta và tôn giả đứng qua một bên. Đức Phật bảo tôn giả, này một kiền liên, việc này không phải của ông, gánh nặng của ta không giống gánh nặng của bất cứ ai và không ai có thể gánh vác nó được, nên không có gì lạ khi chẳng ai gánh vác thế ta được. Ngài bước đi trên con đường Trân Bảo, đoàn tùy tùng theo sau, trải rộng 12 dặm phía trước Ngài. 12 dặm phía sau, 12 dặm bên tay trái, 12 dặm bên tay phải. Thế Tôn đứng oai nghiêm giữa một đám đông khổng lồ bao quanh 24 dặm và hóa hiện thần thông song hành. Thế nào là thần thông song hành của Như Lai? Trong dịp này, Thế Tôn hóa hiện thần thông song hành, thần thông vi diệu hơn bất cứ thần thông nào của chúng đệ tử, từ trên thân ngài phóng ra lửa và từ dưới chân ngài phun nước hoặc dưới thân tuôn lửa, trên thân tuôn nước, trước mặt tuôn lửa, sau lưng tuôn nước, hoặc trước mặt tuôn nước, sau lưng tuôn lửa, từ hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, hai vai, hai tay, hai bên hông, hai chân, đầu ngón chân và gót chân, nơi mỗi phần trên thân thể Thế Tôn lần lượt tuôn lửa và nước. Những luồng lửa, nước lóng lánh đủ màu, xanh vàng, đỏ, trắng hồng và màu kim tuyến chói lọi. Thế Tôn đi, hóa thân của Ngài đứng hoặc nằm hoặc ngồi, hóa thân nằm thì Thế Tôn đi, đứng hoặc ngồi. Đây là truyền thống thần thông song hành của Đức Phật. Thần thông này Đức Thế Tôn biểu hiện khi Ngài đi lên đi xuống trên con đường Trân Bảo. Lúc đó Ngài nhập hỏa đại tam muội thì lửa từ trên thân tuôn ra và khi nhập thủy đại tam muội thì nước tuôn từ dưới chân. Tất cả những phần trên thân Ngài đều như vậy. Hệ phần này tuôn lửa thì phần kia tuôn nước và ngược lại. Những luồng lửa và nước không hề lẫn lộn nhau. Cả hai đều bắn tung xa đến trời Phạm Thiên và trở xuống cõi của Kakavala. Sáu sắc trong những tia lửa và nước ấy như vàng lỏng chảy từ lò luyện kim hay là vàng của vua từ ống chảy ra chiếu sáng từ cõi Kakavala lên đến Phạm Thiên rồi trở lại Kakavala như một hình chóp nón và toàn pháp giới người sáng hào quang. Vào ngày ấy, Đức Phật đi lên đi xuống, hiển hóa thần thông song hành, thỉnh thoảng Ngài cũng thuyết pháp cho quần chúng nghe, không làm họ chán với bài pháp vô tận mà làm cho tinh thần họ tăng trưởng hỷ lạc bởi chốc chốc, Ngài lại để họ nghỉ ngơi, thư giãn, cho nên họ vỗ tay ca ngợi vang rền. Đức Phật nhìn vào giữa đám đông và dùng 16 cách để quan sát tâm trí mỗi người, khi một chúng sanh nào thích thú với bài pháp hay một thần thông nào, Ngài liền giảng đúng bài pháp ấy và hiện chính thần thông ấy cho người đó. Rồi nhiều chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, khi Đức Phật thấy trong số quần chúng đông đảo ấy không ai hiểu ý mình và có thể hỏi, Ngài liền hóa hiện một thân khác, hóa thân hỏi và Phật trả lời. Khi Đức Phật đi tới đi lui thì hóa thân có những cử động khác và ngược lại được thấy thần thông và thuyết pháp có 200 triệu người được pháp nhãn thanh tịnh. Khi hiện thần thông xong, Đức Phật nghĩ thầm, chư Phật quá khứ sẽ ở đâu sau khi hiện thần thông? Theo thông lệ, Đức Phật sẽ lên cung trời 33 và giảng dạy luận A Đàm cho thân mẫu. Nghĩ thế, Ngài nhắc chân phải và bước lên ngọn núi Yugandhara, chân trái đặt lên núi Tu Di và như vậy với ba bước chân chấm đất hai lần, ngài đi 682.000 dặm, không ai có thể đo được chiều dài mỗi bước chân của Phật, chỉ biết rằng khi Phật nhấc chân lên, các ngọn núi co đầu thấp dưới chân ngài và khi ngài bước qua, chúng ngẩng lên và đứng ở vị trí cũ. Trời đế thích thấy Phật và nghĩ thầm, Đức Thế Tôn sẽ ở đây trong 3 tháng mùa mưa trên ngai hoàng thạch sẽ làm lợi ích cho vô số chư thiên. Nhưng nếu Thế Tôn an cư ở đâu, chư thiên khác sẽ không có chỗ chen chân. Phiến hoàng thạch này dài 60 dặm và rộng 50 dặm. Thế Tôn ngồi trên ấy cũng như không có ai ngồi. Đức Phật biết ý nghĩ của đế thích. Ngài ném tọa cụ trùm cả phiến đá hoàng thạch. Đế thích nghĩ đúng là Ngài ném tọa cụ trùm hết cả phiến đá thật. Nhưng khi Ngài ngồi lên đó chắc chắn Ngài sẽ thành ra nhỏ tí đức phật lại biết được những ý nghĩ ấy nên ngài trùm phủ phiến đá trong nếp y của ngài như một sa môn cao lớn phủ áo nạp lên chiếc ghế đậu thấp và ngài ngồi lên đó lúc ấy dân chúng ở cõi ta bà bỗng nhiên không thấy phật như mặt trăng chợt lặng họ hỏi nhau thế tôn đã đi sitakuta hay kelasa hay yugandrara chúng ta không được trông thấy đấng toàn giác bậc chúa tể thế gian đấng trí tuệ của loài người họ khóc lóc than thở những người khác thì nghĩ thầm đức thế tôn thích độc cư ngài khó chịu khi hiện thần thông như thế cho một đám đông như thế nên đã đi sang xứ khác chúng ta có còn gặp được ngài hay không họ khóc lóc rên rỉ nói kệ ngày vui trong nhàn tình ngài đã đi xa không trở lại cõi này chúng ta không còn thấy bậc tối thắng bậc chúa tể thế gian, bậc hiền trí nhất trong loài người. Họ hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên, "Thế Tôn đi đâu, thưa Tôn giả?" Mặc dầu biết Đức Phật đi đâu, nhưng Tôn giả nghĩ thầm, hãy để cho người khác tỏ phép màu nên bảo mọi người. Hãy hỏi Tôn giả A Nậu Lâu Đà, và khi mọi người hỏi, Tôn giả A Nậu Lâu Đà đáp, "Thế Tôn đã bay lên cung trời 33, ngồi trên ngai hoàng thạch, ngài sẽ giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu, thưa Tôn giả." khi nào Ngài trở về? Ngài ở đó ba tháng hạ và trở về vào dịp giải hạ. Mọi người reo hò, chúng ta không đi đâu cả cho đến khi gặp lại Đức Bổn Sư. Họ cắm trại tại đó, ngủ đêm dưới bầu trời và dù đông đảo, họ không gây nhơ uế trên đất vì khi họ đại tiểu tiện, đất nứt ra và khép lại cho nên lúc nào mặt đất cũng sạch sẽ. Trước khi lên cung trời, Đức Phật dặn tôn giả Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên, Ông thuyết pháp cho mọi người, còn cấp cô độc sẽ cung cấp thực phẩm. Như vậy trong suốt 3 tháng, ông cấp cô độc cung cấp đồ ăn thức uống, trầu cau, hương hoa cho mọi người. Tôn giả một kiền liên thì giảng dạy và trả lời mọi câu hỏi. Khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33 và đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp ngài trên cõi trời 33, khi Đức Phật đứng tôn quý của mọi loài, ngồi dưới cội sang hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên mười ngàn cõi tụ về và hầu tiếp, đấng tối thắng, ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng ngài, chỉ mình ngài độc nhất, rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Ma từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải của Phật và trời Ankura đến ngồi bên tay trái. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai, Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng nên bảo Ankura. Dù trong 10.000 năm, ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật. Sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói, Ankura, ngươi cúng dường vô số. Vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa. Hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói, những thứ cúng dường ấy đã đem lại lợi ích gì cho con người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư dạ xoa indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật vậy mà ông ấy sáng hơn hết thảy chúng con như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú khi ankura nói như thế đức phật hỏi indaka này indaka ngươi ngồi bên tay phải ta vì sao ngươi ngồi đây mà không rời đi indaka đáp Bạch Thế Tôn như một nông phu về một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Để làm sáng tỏ vấn đề người nào cúng dường giá trị, người nào không, Indaka nói, như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích, vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí, còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặt nhiều kết quả nông phu vui lòng như thế cũng dường người đức hạnh chính trực và thánh thiện dù ít vẫn được kết quả tốt chuyện kể rằng nhân dịp ngài a nậu lâu đà đi khất thực indaka cũng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình nên mặc dù Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên khoảng đường dài 12 dặm trong 12 ngàn năm và bố thí rất nhiều nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Thế Tôn bảo, này Ankura phải nhận xét trong khi cúng dường, phải nhận xét trong khi cúng dường với phương cách đó giống như gieo giống trên đất tốt, việc cúng dường được quả tốt nhưng ngươi không làm như thế nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ, cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán nên cúng dường đến người xứng đáng nhất sẽ gặt quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những pháp cú tiếp theo, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời bố thí người ly si do vậy được quả lớn cỏ làm hại ruộng vườn dục làm hại người đời bố thí người ly dục do vậy được quả lớn và ngồi giữa chúng hội chư thiên đức phật muốn lợi lạc cho thân mẫu nên bắt đầu giảng dạy luận a tỳ đàm bắt đầu bằng những câu những điều này tốt những điều này xấu những điều này không tốt không xấu suốt ba tháng ngài dạy luận a tỳ đàm không ngừng lúc nào đi khất thực Ngài hóa ra một thân khác và bảo hãy nói Pháp cho đến lúc ta trở về. Xong, Ngài đi đến núi Hy Mã, sau khi đánh răng và súc miệng, nơi hồ An nêu Đạt, Ngài nhận thức ăn từ châu Úc đơn Việt và ngồi trong vườn của một trưởng giả, Ngài dùng bữa trưa. Tôn giả Xá Lợi Phất lên đến trời đâu xuất và làm thị giả cho Đức Phật. Khi Phật thọ trai xong, Ngài nói, Xá Lợi Phất, hôm nay ta đã nói Pháp như thế, như thế, ông có thể thuộc lại cho 500 tỳ kheo tu học với ông và Phật dạy cho tôn giả. Chúng ta được biết rằng khi Đức Phật hiện thần thông song hành có 500 thanh niên con nhà vọng tộc xuất gia với tôn giả xá lợi Phất và để ám chỉ các vị này Đức Phật đã nói như trên giảng dạy cho tôn giả xong Phật trở lên cõi trời thay vào chỗ hóa thân Phật và nói tiếp tôn giả xá lợi phất trở xuống nhân gian nói pháp cho các tỳ kheo và ngay sau khi Phật còn ở lại thiên giới, các tỳ kheo đạt được thất giác chi. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ, chúng ở trong một động núi và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy với các câu đây là các uẩn của chúng sanh đây là các đại của chúng sanh. Tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến đọc tụng, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ trong gia đình vọng tộc. Do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả xá lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thất giác chi. Đức Phật tiếp tục chỉ dạy như thế trong 3 tháng khi nghe Ngài dạy xong có 800.000 triệu chư thiên đạt được pháp nhãn và Hoàng hậu Maya chứng sơ quả. Quần chúng trong 36 dặm biết lễ giải hạ sẽ đến trong 7 ngày nữa. Đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, thưa tôn giả, có gì trở ngại không nếu chúng con biết ngày nào Đức Phật trở về, chúng con sẽ không đi đâu cho đến lúc gặp Phật. Tôn giả đáp, tốt lắm. Tôn giả đi đến chân ngọn núi Tu Di và nghĩ thầm, hãy để mọi người thấy ta leo lên và khi tôn giả bắt đầu leo lên núi thân hình ngài hiển lộ với tấm y vàng trong suốt mọi người theo dõi và reo lên từng chập tôn giả đang leo lên một dặm hai dặm tôn giả lên đỉnh núi đảnh lễ dưới chân phật lấy đầu mình nâng bàn chân phật và bạch bạch thế tôn dân chúng muốn đến nơi nào để có thể thấy thế tôn khi nào thế tôn trở xuống nhưng này một kiền liên xá lợi phất đâu bạch thế tôn tôn giả đang ở cổng thành samkasa này một kiền liên 7 ngày nữa ta sẽ xuống tại cổng thành Samkasa vào ngày giải hạ ai muốn thấy ta hãy đến đó khoảng cách từ xa vệ đến Samkasa là 30 dặm và không ai có thể cung cấp thức ăn cho mọi người trên lộ trình dài như thế Phật bảo hãy dạy họ phát nguyện giữ trai giới không ăn và đi theo sức của họ có thể đi như thể đang đến tinh xá kế cận nghe pháp thưa vân tôn giả trở lại nói cho mọi người biết lời dạy của phật mùa an cư đã chấm dứt lễ giải hạ được cử hành đức phật nói với đế thích nay là lúc ta trở lại cõi người đế thích bèn hóa ra ba con đường bằng bậc thang một bằng vàng một bằng ngọc và một bằng bạc ba con đường dẫn từ núi tu di xuống đến cổng thành samkassa đường bằng vàng bên phải dành cho chư thiên và quyến thuộc đường bằng bạc bên trái dành cho đại phạm thiên và quyến thuộc đường chính giữa bằng ngọc dành cho thế tôn trong dịp này Phật đứng trên đỉnh núi Tu Di hóa hiện thần thông song hành và nhìn lên ngài nhìn suốt chín tầng trời đại phạm và khi nhìn xuống ngài nhìn đến tầng địa ngục vô gián rồi ngài quán sát bốn phương tám hướng nhìn suốt vô tận cảnh giới người và trời đều thấy lẫn nhau chúng hội đông đầy trong khoảng chu vi 36 dặm ai đã thấy vẻ huy hoàng của phật đều mong muốn mình sẽ thành phật từ trên không trung, Đức Phật đi xuống trên con đường bằng ngọc, Chư Thiên xuống bằng đường vàng, Phạm Thiên xuống bằng đường bạc. Nhạc thần càng thác bà, bay bên phải Đức Phật, khẩy đàn ca tụng Phật bằng những âm thanh tuyệt vời. Thần Thiên Sa tung hương hoa bên trái Đức Phật, trời đại phạm cầm lọng, trời giả ma cầm quạt bằng đuôi con dắt. Với các thiên thần tùy tùng như thế, Đức Phật đặt chân xuống cổng thành Samkasa. Tôn giả xá lời Phật, đến đón Phật và đảnh lễ Ngài và hứng khởi vì chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn trở về trong nghi thức long trọng, vĩ đại của một vị Phật như thế. Tôn giả nói, con chưa từng thấy, chưa ai từng nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp âm êm dịu, nay từ đâu xuất trở về với chúng tùy tùng, bày tỏ niềm vui bằng câu kệ và bằng mọi cách xong rồi. Tôn giả bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay tất cả trời người được thấy sự tôn quý của Ngài và theo Ngài này xá lợi Phất. Với phạm hạnh như vậy, chư Phật là bậc tôn quý hơn cả người và trời. Ngài nói kệ, người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác, chánh niệm. Lệ thường của chư Phật sau khi hóa hiện thần thông song hành đã ăn cư 3 tháng trên cõi trời và trở xuống tại cổng thành Samkasa. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đã nghe một cái câu chuyện rất rất dài về cái việc mà Đức Phật hiển thị thần thông của mình. Và bởi vì thời lượng có hạn cho nên đến đây thì Nghĩa xin được phép kết thúc cái số phát sóng của ngày hôm nay. Và trong số phát sóng của ngày mai, Nghĩa và các bạn sẽ một lần nữa cùng nhau à, chúng ta sẽ nắm sơ lược lại câu chuyện này cũng như là tìm hiểu xem cái ý bên trong câu chuyện này là gì và những điều nào mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện này nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của ngày mai.